Sáng nay, quận ủy Liên Chiểu hội nghị ban chấp hành mở rộng tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực hiện 28,6 tỷ đồng, đạt hơn 86% kế hoạch, giảm 11,2% so với năm 2019. Thương mại dịch vụ thực hiện hơn 4,4 tỷ đồng, đạt hơn 85% kế hoạch, giảm 13% so với cùng kỳ, Nông lâm thủy sản ước thực hiện 32 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách 398,7 tỷ đồng, đạt gần 58% kế hoạch thành phố giao, bằng hơn 73% so với năm 2019. Công tác giải tỏa đình bù trật tự đô thị được thực hiện quyết liệt. Các lực lượng tiến hành nhắc nhở xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Trong năm, đã giúp 150 hộ thoát nghèo, xây mới và sửa chữa 15 nhà cho hộ nghèo, giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động. Quận thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, y tế giáo dục được quan tâm đầu tư, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Quận ủy lãnh chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2021, quận Lý triệu phấn đấu thu ngân sách bằng 106,6% so với năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,41%, giải quyết việc làm cho 6.000 hợp động, phấn đấu trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 50 đảng viên mới.